Ban biên tập xin được kính chào và cảm ơn quý khán giả đã đến với kênh tin mới. Xin được kính chúc quý vị khán giả có những giây phút tuyệt vời và bổ ích khi xem video của chúng tôi. Quý vị cũng đừng quên đăng ký kênh và để lại quan điểm của mình dưới phần bình luận. Và ngay sau đây hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng hổi nhất. Thưa quý vị, nhiều nơi ở Trung Quốc hứng chịu dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá trong nhiều ngày. Trong đó, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam hứng chịu mưa lớn gây lũ quét. Nước lũ tràn xuống sông Đan như một cơn sóng thần, phá hủy các con đường và làm ngập các ngôi làng dọc hai bên bờ. Vô số phương tiện bị lũ cuốn trôi, nhiều người mắc kẹt trên mái nhà và cây cối. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu gây gắt lúc 6 giờ ngày thứ Ba. Dự kiến từ 8 giờ ngày 12 đến 8 giờ ngày thứ Ba, Nội Mông, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam sẽ có mưa lớn trong thời gian ngắn. Ở các vùng của Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và bờ biển phía đông nam của Quảng Tây sẽ có mưa lớn kèm theo dông và gió giật mạnh. Trong số đó, các khu vực phía đông nam Nội Mông, miền Trung và miền Tây Liêu Ninh, miền Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, miền Bắc và miền Đông Hà Nam và miền Bắc Giang Tô sẽ có mưa đá, dông bão và gió mạnh cấp 8, cấp 10 và gió giật có thể đạt từ cấp 11 trở lên. Bắc Kinh, tâm điểm của dông bão và gió mạnh, đã đưa ra 6 cảnh báo liên tiếp vào hôm thứ Hai, bao gồm cảnh báo mưa bão màu vàng do Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh ban hành lúc 9 giờ, cảnh báo màu vàng về thảm họa địa chất và rủi ro khí tượng do Đồng phát hành các bộ phận liên quan của Bắc Kinh lúc 12 giờ, và một cảnh báo lũ màu vàng do Trạm Thủy văn Trung ương Bắc Kinh đưa ra lúc 12 giờ 30 phút, lúc 14 giờ. Cục Thủy lợi Bắc Kinh đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 3, và Cục Thủy lợi Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo rủi ro ngập úng đô thị. Lúc 17 giờ 50 phút, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã đưa ra tín hiệu cảnh báo sét màu vàng. Theo báo cáo tài chính và kinh tế của CCTV, từ 17 giờ ngày thứ Hai đến 8 giờ ngày thứ Tư ở Bắc Kinh sẽ có mưa to và mưa rất to, có thể gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ lụt và lở đất ở vùng núi, khu vực thành phố dễ bị ngập nước. Ngoài ra, từ 0 giờ đến 23 giờ ngày thứ Ba, ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Kinh có gió đông cấp 7, giật cấp 10. Theo báo cáo Doanh nhân Thế kỷ 21 cho biết, do thời tiết khắc nghiệt, sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh và sân bay quốc tế Đại Hưng đã hủy 711 chuyến bay vào hôm thứ Hai, 88 chuyến bay khác bị hủy trước và 329 chuyến bay bị hoãn. Chính quyền Bắc Kinh thông báo rằng, từ tối thứ Hai đến thứ Ba, tất cả các hoạt động thể thao, văn hóa và thương mại ngoài trời sẽ bị đình chỉ. Vào thứ Ba, các hoạt động trở lại trường học của các trường tiểu học, trung học cơ sở và mẫu giáo sẽ bị đình chỉ. Các trường cao đẳng và đại học sẽ ngừng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, thực tập và tập hợp ngoài trời cho giáo viên và học sinh. Không chỉ Bắc Kinh đặt trong tình trạng báo động mưa bão, mà hôm thứ Hai mưa lớn đổ xuống thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, khiến các con sông ở khu vực miền núi phía Bắc dâng cao gây lũ quét. Nước lũ tràn xuống dọc theo sông Đan như một cơn sóng thần, phá hủy đường xá, làm ngập các ngôi làng dọc theo hai bên bờ, cuốn trôi vô số phương tiện và nhiều người mắc kẹt trên mái nhà và cây cối. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lũ ầm ầm đổ xuống sông Đan, sóng nước cao khoảng 2,5 mét và ập đến như sóng thần và cuốn trôi mọi thứ trên đường nó đi qua. Hàng chục phương tiện bị lũ quét cuốn trôi ở quận Bột Hải, thành phố Giao Chỉ và thành phố Tần Yến, tỉnh Hà Nam. Làng mạc bị ngập lụt và người dân mất tích. Theo báo cáo của Cục Thủy lợi Đảng Cộng sản Trung Quốc, 16 con sông vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, bao gồm cả dòng chính và các nhánh của sông Cu ở Tứ Xuyên, các nhánh của sông Hán ở Thiểm Tây và sông Sule ở Cam Túc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cũng dự báo thảm họa địa chất có thể xảy ra ở một số khu vực phía Tây và Bắc Bắc Kinh, Bắc Thiên Tân, Tây và Đông Bắc Hà Bắc, Đông Sơn Tây, Bắc Hà Nam, Nam Thiểm Tây, Đông Bắc Tứ Xuyên và Đông Bắc Trùng Khánh. Theo truyền thông Tứ Xuyên, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Tứ Xuyên, lũ lụt siêu cấp đã xảy ra gần 600.000 người ở Bá Trung, Đại Châu, Nam Sung, Quảng Nguyên và những nơi khác bị ảnh hưởng. Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng đầu tiên kể từ khi mùa lũ bắt đầu. Trong đó, tại thành phố Bắc Trung, chịu thiệt hại nặng nề nhất, mưa xối xả khiến nước ở lưu vực sông Ba và sông Tong dâng cao. Vào sáng sớm hôm thứ Hai, thị trấn Cổ Bạch Y ở huyện Bình Xương nằm ở hạ lưu, hợp lưu của sông Thông Hê và sông Bạch Hà đã bị lũ lụt tấn công. Khoảng 80% diện tích thành phố bị nhấn chìm, khoảng 8.000 điểm cư dân nằm trong vùng trũng thấp đã được sơ tán khẩn cấp. Nhiều thị trấn ở thành phố Ba Trung bị mất điện. Các video trực tuyến cho thấy ít nhất 10 chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lớn này.
20 trạm của 16 con sông, bao gồm dòng chính của sông Khúc Giang và các nhánh của nó. Sông Đồng Giang và sông Liễu Giang đã trải qua lũ lụt ở mức siêu cảnh báo và 11 trạm của 10 sông trải qua mức nước siêu đảm bảo lũ khẩn cấp. Trong 3 ngày tới, lưu vực Tứ Xuyên đến Bắc Trung Quốc sẽ hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Nam Cương Câu, núi Vô Đài, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Tây và những dòng nước lũ từ núi đổ xuống mang theo những dòng chảy mảnh vụn. Ít nhất 11 người chết và 3 người bị thương. Vào tối ngày thứ Tư, một nam du khách đã gặp phải trận lở đất, đứa trẻ bị mắc kẹt không thể thoát ra ngoài, may mắn được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ giải cứu. Đoạn video cho thấy tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hà Bắc, đường phố ngập trong mưa lớn, các phương tiện bị dòng nước lũ cuốn trôi và chen chúc nhau, mọi người ôm cây để tự cứu mình, một số người mất tích. Hiện tại, dữ liệu thảm họa ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc vẫn đang được tổng hợp. Đài quan sát khí tượng tỉnh Sơn Tây đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam vào lúc 11 giờ 13 phút ngày thứ Sáu. Lượng mưa đã xảy ra ở 109 trong số 119 huyện và thành phố của tỉnh, trong đó có 34 huyện và thành phố có mưa lớn, chủ yếu tập trung ở Lục Lương, Lâm Phần, Vận Thành và Thái Nguyên. Được biết, nhiều tuyến xe buýt ở Thái Nguyên đã bị đình chỉ vào ngày thứ Sáu. Tất cả các xe buýt chở khách đường dài đều bị đình chỉ và nhiều chuyến bay bị hoãn. Mưa xối xả ở Thái Nguyên vẫn tiếp diễn mà không có dấu hiệu giảm bớt. Một số khu dân cư bị cắt điện do ngập lụt. Vào ngày thứ Bảy, nhiều đoạn đường bị ngập nặng, địa hình tại ngã tư Bình Dương và đường Vành Đai giữa Nam Thái Nguyên thấp. Nước trên cầu sẽ rút hết nên rất dễ tích nước. Một số cư dân mạng cho biết mực nước sâu nhất tại ngã tư Bình Dương trên đường Vành Đai Nam Trung Bộ đã lên đến thắt lưng. Các thành phố Hàm Đan, Hình Đài và Thạch Gia Trang ở phía Nam Hà Bắc nhiều nơi bị ngập úng nghiêm trọng, có nơi nước ngập đến thắt lưng, giao thông gần như tê liệt. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ ngày đến đêm thứ Bảy, lượng mưa ở phía Đông Thừa Đức, Đường Sơn, Tần Hoàng Đảo, Đông Bảo Định, Tây Thạch Gia Trang, Lang Phường, Thương Châu, Hành Thủy có thể đạt 30-100mm, trong đó phía Nam Thừa Đức, phía Bắc Đường Sơn, Tần Hoàng Đảo, lượng mưa ở phía Bắc Lang Phường có thể đạt 80-150mm, có nơi mưa trăm năm mới có một lần. Mưa xối xả nhiều ngày ở tỉnh Hà Bắc khiến hầu hết các hồ chứa đạt mức cảnh báo, 18 hồ chứa phải nâng cửa xả lũ, 3 trong số các hồ chứa vượt giới hạn lũ. Trong số đó, mực nước của hồ chứa Chu Trang là 229,05m, cao hơn giới hạn lũ là 11,74m. Mực nước của hồ chứa Lâm Thành là 125,44m, cao hơn giới hạn lũ là 5,33m. Mực nước của hồ chứa Hoàng Bích Trang là 117,34m, cao hơn 2,34m giới hạn lũ. Vào lúc 5 giờ 20 phút sáng thứ Sáu, Đài quan sát khí tượng Hàm Đan đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ. Thành phố Hàm Đan bị ngập úng nghiêm trọng. Kể từ hôm thứ Năm, mưa lớn kéo dài 2 ngày liên tiếp, các ngôi làng ở các huyện và làng xung quanh Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều ngôi làng bị mất liên lạc, bị cô lập và không được cứu trợ. Hôm thứ Bảy, lũ lụt tràn qua các ngôi làng ở Hà Nam. Đầu tháng này, Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã đưa ra một số sơ đồ về tình hình thiên tai ở các khu vực khác nhau và tình hình thiên tai lan rộng khắp Trung Quốc. Thưa quý vị, mưa lớn và xả lũ từ các hồ chứa đã gây ra lũ lụt lớn ở phía Nam đất liền, lũ dâng cao. Trong số đó, hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất trên đất liền thuộc tỉnh Giang Tây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ hứng chịu một trận lũ lụt thảm khốc. Theo Lu đưa tin, Cục Phòng chống lũ lụt tỉnh Giang Tây đã thông báo rằng, kể từ tháng này, miền Bắc Giang Tây và miền Trung đã nhiều lần hứng chịu mưa lớn hoặc mưa cực lớn, lượng mưa gấp 4 lần so với mức trung bình cùng kỳ của nhiều khu vực đứng đầu trong 60 năm. Kể từ ngày đầu tháng này, đã có mưa lớn và mưa lớn ở phía Bắc Giang Tây, gây ra lũ lụt và lũ siêu cảnh báo ở sông Nhiêu Hà, sông Tân Cương, sông Tú Hà và hồ Pô Giang. Hiện tại, mực nước đoạn Cửu Giang của sông Dương Tử và trạm hồ khẩu của hồ Bà Dương đã vượt quá 21,5m và còn tiếp tục tăng. Vào lúc 10 giờ sáng ngày thứ Ba, tỉnh Giang Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2. Theo số liệu chính thức, tính đến 22 giờ ngày thứ Ba, 4,732 triệu người tại 96 huyện, quận và thành phố ở Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,64 tỷ nhân dân tệ. Hồ Pô Giang, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc, sẽ trải qua một trận lũ lụt thảm khốc. Ngoài ra, Trùng Khánh, Hồ Nam và những nơi khác cũng đang đối mặt với nguy hiểm. Trùng Khánh nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử, cũng đưa ra cảnh báo lũ màu vàng vào lúc 9 giờ 12 phút ngày thứ Ba. Dự kiến trạm Đồng Lương, Tiểu An Khê, Hồng Phong sẽ có nước dâng trong 6 giờ tới. Mực nước cao nhất đạt mức cảnh báo là 245,5m, tăng khoảng 4,3-4,9m. Theo báo cáo của RedNet,
vào hôm thứ Ba bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, danh lam thắng cảnh Bách Tử Châu ở Hồ Nam sẽ đóng cửa lúc 2 giờ chiều và ngày khôi phục sẽ được thông báo sau. Tính đến 6 giờ ngày thứ Ba, mực nước đoạn Trường Sa trên sông Tương Giang đã đạt 35,95m, chỉ còn cách mực nước cảnh báo 0,05m. Thưa quý vị, dự án Tam Hiệp trên sông Dương Tử được khởi xướng dưới thời Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong thời gian xây dựng đã nhấn chìm 129 thành phố và thị trấn, khiến người dân nghi ngờ. So với triết lý chống trời, chống đất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, văn hóa truyền thống Trung Quốc có công trong việc xây dựng bảo tồn nước. Đồ Giang Yển ở Tứ Xuyên là một minh chứng rõ ràng. Vào năm 256 trước Công Nguyên, trong thời Chiến Quốc, Linh Bình, thứ trưởng của Sukhothi trong thời Chiến Quốc và con trai của ông là Li Airang đã tổ chức người dân Ba Su cải tạo sông núi, xây dựng các dự án bảo tồn nước và thành lập thế giới Đồ Giang Yển nổi tiếng, khiến đồng bằng thành đô trở thành vùng đất trù phú, nơi hạn hán theo người không biết đói kém. Đồ Giang Yển do Lý Băng và con trai xây dựng trong khoảng 1.500 năm, mãi đến thời nhà Nguyên mới sụp đổ và bị phá hủy. Sau khi trùng tu vẫn được sử dụng cho đến ngày nay, lý do chính khiến Đồ Giang Yển vẫn tiếp tục hoạt động bình thường qua các thời đại là vì thứ mà Lý Băng và con trai ông xây dựng không phải là một con đập ngăn sông, mà là một hồ chứa Ly Chao nằm bên sông. Hồ chứa Ly Chao phù hợp với những thay đổi tự nhiên của dòng sông mà không làm thay đổi hệ sinh thái của dòng sông, nhưng nó có thể ngăn dòng sông Mân Giang chảy vào khi nước đục và chỉ chuyển nước khi trời trong, do đó làm giảm tác hại của phù sa đối với đập. Dự án bảo tồn nước Đồ Giang Yển đã giải quyết các vấn đề về chuyển hướng nước sông tự động, xả trầm tích tự động, thoát nước tự động và chuyển hướng nước theo cách tuân thủ quy luật tự nhiên. Đồ Giang Yển là cội nguồn của sự thịnh vượng trong vùng đất Chu Phú và nó vẫn đóng vai trò không thể thay thế trong việc tưới tiêu cho hơn 10 triệu mẫu đất màu mỡ. Trong sử ký Henkushu, Tư Mã Thiên đã ghi lại Li Bình, vị quan địa phương đã lập công lớn ở Đồ Giang Yển, nhưng ông chỉ viết Su Shou Bình chứ không ghi họ của mình. Họ của chuyên gia bảo tồn nước này đã được thêm vào sau khi Ban Gu viết Han Chu để tưởng nhớ Linh Binh và con trai của ông. Người dân Ba Su hàng năm tổ chức một buổi lễ hiến tế lớn khi họ xả nước ở Đồ Giang Yển. Hoàng đế các triều đều thuận theo lòng dân, vô cùng coi trọng công tích của cha con Lý Băng. Đời Tống và nhà Nguyên, cha con Lý Băng lên ngôi vua, đền thờ hai vị vua được xây dựng để tôn vinh người dân cúng bái. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc tin mới của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.